đang quay. Ê chó đâu ạ? Quay phim nha. À, quay, quay. Nói chung là bạn phải hoàn trả hiện vật sau khi sinh. Đại vô đại. Ủa mày tao kêu tao đưa mày không chịu, mày dành mày đi tới mày đưa tao quên tao đang nghe điện thoại mà.